kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô Hà. Chào Minh Châu. Ngày hôm nay cô Hà rất là xinh đẹp đó. Cảm ơn cô Hà đã thay cho Minh Châu gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mà Minh Châu cũng muốn hỏi cô Hà một câu là không biết cô Hà có biết cái câu trăng đến trầm thì trăng sẽ tròn không ha? Có chứ, nhưng sao hôm nay Minh Châu lại hỏi cô câu này? Tại vì em đang suy nghĩ là không biết là đến rằm rồi cô Hà có giữ một món chay không? À thì ra là vậy, Minh Châu hay thiệt đó, đón đúng phóc rồi đó nha. Dạ. À, vậy thì thử, hôm nay chắc chắn là cô sẽ hướng dẫn một món chay rồi nè. Nhưng mà Minh Châu đón thử tiếp xem coi có đúng không là hôm nay cô hướng dẫn món gì? Trời ơi cô ơi, Minh Châu đoán được mới lạ đó. Quý vị khán giả ơi, món chay thì có rất nhiều, làm sao mà cô Hà lại đố Minh Châu đoán coi món gì? Thôi cô Hà bật mí đi. Đúng rồi, món chay của chúng ta thì rất là phong phú và đa dạng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý khán giả và Minh Châu một món chay rất là dễ làm, cũng với những nguyên liệu thật là quen thuộc, đó là món chả hấp chay. Nguyên liệu cần cho món chả hấp chay gồm có 2 miếng đậu hũ trắng, 1 ít nấm hương, 1 ít nấm mèo, củ năng, cà rốt, bơ rô, ớt sừng, bún tàu, 2 miếng cao trắng, bột năng, màu điều, gia vị gồm có dầu ăn, tiêu, đường, nước tương lisa và bột ngọt Ajinomoto. Phần đậu hũ cho món này thì Minh Châu nhớ là chúng ta chọn đậu hũ già. Dạ. Ha, không chọn đậu hũ non quá thì món chả chúng ta nó sẽ không có dai. Đậu hũ này khi mua về thì chúng ta sẽ luộc qua nước sôi khoảng chừng 3 phút. Sau đó chúng ta vớt ra, vắt ráo và cho vào một cái cối quết cho nhuyễn. Tại sao mình phải quết hả cô? Tại vì trong các món chả, nếu mà chúng ta có nước thì chả nó sẽ không có độ kết dính. Vì vậy mà chúng ta cần luộc qua, vắt thật là ráo nước, chúng ta quết như vậy thì chả của chúng ta nó sẽ có độ kết dính, sẽ dẻo á Minh Châu ạ. Cái này là một bí quyết rất là hay. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tán nhuyễn phần cao này ra. Dạ. Mình sẽ tán cho nó thật em tán cho thật nhuyễn phần cao đó. Dạ. Trong khi đó thì cô sẽ cắt cà rốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt củ năng. Phần củ năng này sau khi sắc sợi thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu thật nhỏ. Cắt xong thì mình nhớ nhắc nước ha. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ dắt bỏ nước. Dạ. Bây giờ đã khô ráo rồi là được. Phần nấm mèo này chúng ta sẽ cắt sợi. Nấm hương cũng vậy, chúng ta sẽ cắt sợi. Chúng ta sẽ phi qua rô. Ớt này chúng ta cắt lát. Bún tàu cô sẽ cắt dài khoảng 1cm thôi. Rồi bây giờ em tắt lửa. Dạ. Cô sẽ trộn 2 loại nấm. Hai loại nấm này đầu tiên thì chúng ta sẽ trộn với lại khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Ủa tại sao mình lại ướp riêng đó hả cô? Sao không đổ hết tất cả nguyên vật liệu vô rồi mình trộn một lần luôn? Tại vì nấm á, thì thường hay có mùi hăng hăng, cho nên thì chúng ta ướp tiêu trước như thế này thì chúng ta sẽ giảm được cái mùi hăng của nấm, làm cho cái nấm chúng ta sẽ ngon hơn, thơm hơn. Đây là phần đậu hũ mà cô đã luộc rồi vắt ráo nước và quết nhuyễn. Rồi cô sẽ trộn chung cùng với tất cả các nguyên liệu rau củ. Lúc này mình cho vào cùng một lúc luôn. Cùng một lúc luôn em. Tiếp theo chúng ta sẽ cho bơ rô phi. Bơ rô phi này, quý khán giả nhớ là chúng ta sẽ lấy cái phần bơ rô phi để cho nó thơm thôi, còn phần dầu thì chúng ta để lại ha, chúng ta không cho vào. Phần chao này có công của Minh Châu nè. Thêm một muỗng bột bắp. Gia vị thì chúng ta sẽ nêm vào một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê Ajinomoto. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều. Mình sẽ trộn bằng tay. Trong lúc cô trộn và gia vị thấm á, thì cô nhờ Minh Châu một việc là Minh Châu sẽ dùng cái cọ thoa dầu vào chén thì chúng ta sẽ cho chả vào chén hấp. Dạ. Minh Châu có biết mình cho dầu vào chén để làm gì không? Em nghĩ chắc là để cho dễ lấy cái nhân ra đúng không? Đúng cô? Rồi, khi chúng ta hấp xong á thì phần dầu sẽ giúp cho chúng ta dễ trút chả ra khỏi chén. Dạ. Đây, cô đã chuẩn bị. Minh Châu sẽ thoa dầu vào chén giúp cô. Em dùng cái dầu này luôn được không cô? Được, đúng rồi, dầu này thì nó rất là thơm đó em. Dạ. Quét đều hết trong thành chén luôn hả cô? Đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho phần nhân vào chén
và chúng ta sẽ ém chặt để chả sẽ được dẻ. Nước cũng đã sôi, chúng ta sẽ cho chả vào trong sửng hấp ha Minh Châu. Dạ, mình hấp trong bao lâu cô? 20 phút thì chả chín nè. Sau khi mà chả chúng ta hấp được khoảng 10 phút thì lúc đó chả đã bắt đầu ráo mặt ha. Dạ. Chúng ta sẽ làm trang trí thêm cho món chả đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng một ít bột năng pha với một ít nước. Chúng ta sẽ thêm một ít màu điều nữa để chúng ta sẽ rưới ra trên mặt chả như vậy thì chả sẽ có cái màu vàng màu đẹp. Vàng rất là đẹp. Sau đó em đậy nắp lại. Món chả hấp chay này chúng ta sẽ ăn với cơm, kèm với một ít rau sống, rau thơm, khế, chuối, và chấm với lại nước tương visa có ớt sắc lá. Dạ. Bây giờ thì cô mời Minh Châu thử món ăn này nha. Dạ. Rồi đây, cô mời em. Dạ, cảm ơn cô. Em phải chấm với tương visa mới được. Cô ơi, em thấy là cái vị chao với lại tất cả những cái nguyên liệu khác của cô hòa quyện với nhau rất là hài hòa. Và em thấy là cái món này ngon không kém gì những cái món chả trứng hay là những món mặn khác đâu cô. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi sẽ rất vui nếu nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một bữa chay thật ngon miệng và hạnh phúc bên gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Minh Châu và đầu bếp Thu Hà xin kính chào tạm biệt.